Để chủ động phòng ngừa đuối nước, cơ quan công an khuyến cáo người dân và cộng đồng cần trang bị các kỹ năng đảm bảo an toàn và xử lý tình huống khi bơi như khởi động kỹ trước khi xuống nước, cách xử lý khi bị chuột rút, gặp vùng nước xoáy, cách sơ cứu khi gặp người bị đuối nước. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần đặt biển cảnh báo về những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước như sông, suối, ao, hồ, những vùng nước sâu, nước xoáy. Đối với các bể bơi, chỉ bơi ở những nơi có người và phương tiện cứu hộ, đồng thời tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi. Khi cho trẻ đi bơi, cần phải luôn ở bên cạnh, trông chừng và theo dõi trẻ. Đặc biệt, khi đi tắm biển hay sông, người biết bơi hay không cũng chỉ nên tắm gần bờ, đặc biệt là ở biển, chỉ nên bơi ở trong khu vực an toàn được chỉ định. Trong trường hợp phát hiện người đuối nước, cần bình tĩnh xử lý, hô hoán, kêu gọi mọi người đến ứng cứu, giúp đỡ. Ngay từ khi nhìn thấy nạn nhân, đồng thời gọi điện báo ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội theo số máy 114. Khi đưa nạn nhân bị đuối nước lên bờ, cần bình tĩnh đánh giá tình trạng của nạn nhân. Trường hợp nạn nhân bất tỉnh, có ngừng tim, ngừng thở, cần áp dụng ngay các biện pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn, kiên trì đến khi nạn nhân có nhịp tim trở lại, thì nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.